Kẻ độc ác như bà thì làm sao mà hiểu được. Người nói sao? Người yêu hắn ta à? Phải, tôi yêu chàng ấy. Chàng ơi, chàng tỉnh lại đi. Chàng tỉnh lại đi mà. Chàng không thể chết được. Chàng có nghe em nói gì không? Hãy mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn em nè. Em yêu chàng. Chàng không thể chết. Em yêu chàng mà. Nàng tỉnh dậy rồi sao? Chàng là ai? Ta chính là người thú đây. Nàng không nhận ra giọng nói của ta sao? Đúng là giọng nói này rồi. Nhưng mà dốc dáng này là sao? Em đang mơ à? Không, nàng không có mơ đâu. 3 năm qua mới là cơn ác mộng kinh hoàng của ta. Nhờ cô nàng mà ta đã trở lại hình hài thật sự của mình. Ta vốn là một hoàng tử. Cách đây 3 năm ta đã đi lạc vào khu rừng này và bị mụ yêu tinh cầm tù. Trong đây. Mụ yêu tinh? Nhưng mà sao mụ ta lại cầm tù chàng? Vì mụ ta tự ái. Khi bị ta từ chối lại cầu hôn, mụ ta đã giận dữ và quá phép biến ta trở thành sinh vật nửa người nửa thú. Mụ ta đã đưa ra một lời nguyền: trong vòng 3 năm, nếu có người con gái nào thật sự yêu ta, trong lớp thú xấu xí đó, và tự nguyện hy sinh bản thân mình vì ta, thì lời nguyền sẽ bị quá giải và mụ ta sẽ tan biến thành mây khói. Còn ngược lại, ta sẽ phải chịu sống trong lớp thú mãi mãi. Bấy lâu nay ta mãi bị đày đọa bởi vì không có ai thật lòng yêu quý ta và sẵn sàng hy sinh thân mình vì ta như vậy. Ta cảm ơn nàng rất nhiều. Cảm ơn nàng đã không kỳ thị ghét bỏ ta. Cảm ơn nàng và cảm ơn cha nàng nữa. Nếu như ông ấy cũng bội tín giống như những kẻ khác thì chắc ta đã không được giải thoát rồi. Khoan nè, vậy chuyện hoàng tử nói cha em sẽ bị trả giá nếu không quay lại chỉ là hù dọa thôi sao? Phải, ta xin lỗi. Lúc đó ta rất tuyệt vọng bởi vì đã cận kề thời hạn cuối. Sau khi ta biết cha nàng có 3 người con gái, ta đã khống chế ông ấy để cầu may. Linh tính của ta mách bảo rằng người này sẽ giúp mình thoát khỏi lời nguyền. Và may mắn thay, nàng đã làm được điều đó. Ta thật lòng cảm ơn cha con nàng nhiều lắm. Nhờ tấm chân tình của nàng thì lời nguyền cũng đã được quá giải. Sao ban đầu hoàng tử không kể hết sự tình cho em nghe? Như vậy biết đâu chàng sẽ mau được giải thoát hơn. Ta không được phép nói ra việc đó. Nếu để lộ bí mật này, ta sẽ chết ngay lập tức. Nàng giận ta sao? Không đâu, em thấy thương cho chàng thôi. Không ngờ chàng phải trải qua nhiều chuyện khó khăn như vậy một mình suốt từng đấy năm. Cảm ơn nàng. Bây giờ mọi thứ đã trở về như xưa. Chúng ta hãy cùng lên kinh thành ra mắt phụ vương của ta. Sau đó ta sẽ tháp tùng nàng về thăm cha nàng. Chắc ông ấy đang mong chờ nàng lắm. Hoàng tử nói ra mắt ư? Ừ, phải. Thì lúc nãy nàng nói là nàng yêu ta mà. Em ta cũng yêu nàng. Ta yêu nàng từ rất lâu rồi.
Từ trước khi nàng nhận ra tình cảm của mình đối với ta, ta không muốn bỏ lỡ một cô gái hiền dịu nết na như nàng. Nàng có nhận lời sẽ đi cùng ta chứ? Dạ hoàng tử. Hoàng tử, chúng ta vào. Cha ơi, cha ơi, cha, con về rồi nè cha ơi, cha ơi. À, hình như là tiếng của Thu Trúc. Cha ơi, cha ơi, con về rồi nè cha. Đúng là nó rồi. Thu Trúc. Cha. Con gái của cha, Thu Trúc. Đúng là Thu Trúc. Con gái của cha đã về thiệt rồi. Con có bị sao không? Con bị thương chỗ nào? Hay là đau ở đâu không? Dạ, con không có bị hại gì hết cha. Con vẫn còn khỏe lắm cha. Thu Trúc. Đó, thấy chưa? Chị nghe thấy tiếng Thu Trúc mà. Trúc, em về rồi hả? Em về thì tốt quá. Thu Trúc à, em về á, hai chị sẽ vui lắm đó. Mà con về đây rồi, tên quái vật độc ác đó đâu? Hắn không hại gì con chứ? Cha có quay lại đó để tìm, mà không hiểu sao tìm hoài mà không thấy cái miếu quan. Ủa, còn người này là ai? Cha à, cha bình tĩnh lại, mình vào trong nhà đi. Rồi con sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho cha và hai chị nghe. Dạ, thưa cha, chuyện là như vậy đó cha. Nói như vậy, hoàng tử đây đúng là tên ác thú xấu xa đó sao? Dạ, nhưng chàng ấy không hề xấu. Tất cả là do mụ yêu tinh độc ác đã giam cầm chàng ấy và bắt chàng ấy phải làm như vậy. Nhưng cuối cùng chàng ấy cũng đã hy sinh bản thân mình để cứu cho con được tự do. Thật lòng con xin lỗi bác về những phiền muộn của con đã gây ra cho bác. Xin bác nhận của con một lại. Nè, xin hoàng tử đừng làm như vậy, tôi sẽ tổn thọ mất. Bác đừng gọi con là hoàng tử. Hôm nay con đến đây không phải với tư cách là hoàng tử, mà là người sẽ cầu hôn con gái của bác. Cô ấy là người tốt bụng, tử tế và hiếu thảo nhất mà con từng gặp. Nếu không có cô ấy thì con sẽ mãi sống trong lốc thú xấu xí đó rồi. Bác, bác có chấp nhận con làm con rể của bác không? Con gái ta đã đồng ý thì không có lý do gì ta phản đối cả. Con gái à, con gái, cha vui lắm. Cha cứ ngỡ đã mất con rồi, nhưng không ngờ lại có thêm một chàng rể quý khôi ngô. Nói thật, lúc trước cha hận con lắm. À, ý cha là hận tên quái thú đó. Nhưng mà bây giờ cha đã hiểu hoàn cảnh của con, nên cha không giận hờn gì con nữa đâu. Tính ra
Cha con ta cũng có nhân duyên với nhau đó chứ. Amacha, hà gia nhân hôm trước đã cứu cha, cha cho người đi tìm có gặp không cha? Cha cho người tìm gặp họ bị thương nặng, nhưng rất may cha tìm được thầy giỏi, cứu họ khỏe rồi. Cha đã cho họ một số vốn về quê làm ăn và đoàn tụ với gia đình, coi như đền ơn cứu mạng cha. Thu Trúc nè, chị mừng cho em lắm. May mà em đã trở về bình an, nếu không thì chị sẽ ân hận trai trước suốt đời. Sau ngày em đi, cha đau buồn quá, đâm ra bệnh nặng. Lúc đó chị phải thay em quán xuyến mọi chuyện trong ngoài. Nhờ vậy chị mới nhận ra trước kia em đã cực khổ như thế nào. Chị thật là vô tâm ích kỷ. Chị hiểu em đã vất vả ra làm sao. Chị xin lỗi em vì những lời nói trước kia không hay với em. Em đừng giận chị nha Thu Trúc. Tha lỗi cho chị nha Thu Trúc. Dạ, em đâu có giận gì chị đâu chị hai. Không sao đâu chị. Thu Trúc à, em cũng tha lỗi cho chị nha. Chị và chị hai á, trước giờ lúc nào cũng nghĩ là mình khôn ngoan, rồi ăn hiếp em đủ điều. Chuyện gì trong nhà, chị và chị hai cũng đùm đẩy trách nhiệm cho em. Còn bản thân hai chị thì chỉ biết xe xua ăn diện thôi. Vậy mà em cũng vui vẻ, đảm đương hết mọi việc, không oán trách nửa lời. Cũng may á, em cũng trở về được bình an, chứ không á thì lương tâm của chị sẽ cắn rứt không yên. Em đừng buồn và giận hai chị nha. Dạ, chị hai với chị ba yên tâm đi. Hồi nào tới giờ em không có nghĩ là em sẽ buồn và giận chị hai chị ba đâu. Chị cảm ơn em. Chị hai, cuối cùng á, một trong ba chị em mình cũng lấy được chồng hoàng tử rồi đó. Ha. Tính ra hả, bà lão mà mình gặp ở chùa nói đúng ghê á. Chị mừng cho em lắm, em xứng đáng được hạnh phúc mà Thu Trúc. Bây giờ ngẫm lại mới thấy trong ba chị em mình, em là người xứng đáng có chồng hoàng tử nhất á. Em là người thông minh, can đảm và hiểu chuyện nhất á. Bởi vậy cho nên cuối cùng em có được một hạnh phúc vẹn toàn như vậy nè. Chị mừng cho em lắm Thu Trúc à. Chị cũng mừng cho em lắm. Chị sẽ cố gắng noi theo em, sống có ích. Bây giờ cha thấy ba chị em con hòa thuận như vậy, cha vui lắm. Con gái à. Dạ. Qua đây. Hoàng tử à, ta xin gửi gắm con gái ta cho người. Ta chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc. Chị chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc nha em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.